Cả nhà xem mấy cây cà trắng của mình á, trái quá chừng trái luôn nè. Coi khủng khiếp trái không. Hôm nay mình sẽ ra mình thu hoạch nó nha cả nhà ơi. Thấy ham không nè, trái của nó nè, trắng nõn nè luôn á. Hello, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay sáng sớm chạy ù ra ngoài vườn để coi tranh thủ thu hoạch được cái gì á, thì mình sẽ thu hoạch cái đó. Quá chừng cà trắng của mình đây nè, trái khủng khiếp luôn á. Thu hoạch vô đó hồi để nó già uổng lắm. Đó, mấy trái giòn giòn này ngon lắm nha. Cái loại cà trắng này á, là lần đầu tiên mình trồng, cho nên mình cũng không có biết cái cỡ trái của nó đó, nó to cỡ nào là nó già. Cho nên là thôi, đợt đầu tiên thì mình thu hoạch cỡ này đi, rồi mình ăn đó, rồi mình sẽ biết, rồi mình canh được là nó to cỡ nào, lần sau mình thu hoạch nó đúng cái tuổi, đúng trái, đúng dáng của nó. Ôi, cái trái này ngộ vậy, nó mọc thêm miếng ở ngoài nữa nè. Đó, cái này đem vô làm gì ăn cả nhà ơi, kho chay quá chừng ngon luôn. Không có gì sung sướng cho bằng là mình trồng rồi cái có trái mình ra mình thu hoạch, thấy ham lắm. Mấy trái này mặc dù nó còn nhỏ nhưng mà thôi, một tua của nó đó mình cắt nó luôn. Ở đây nè, quá chừng ham luôn á, trái ngon chưa. Từ nãy giờ mình cắt chỉ có một cây một chỗ thôi đó. Sáng sớm ra vườn chưa có một miếng nắng luôn, nắng chưa lên luôn. Mấy cái trái này mình thấy nó còn nhỏ, thôi mình để nó đợt sau đi. Qua bên đây, bắt đầu qua bên đây. Mình cũng không biết cái loại cà trắng này ăn có ngon không nữa cả nhà ơi, chưa bao giờ ăn qua. Để cắt mấy trái này luôn nè. Cà tím thì mình mê lắm, còn cà trắng này chưa ăn qua bao giờ, không có biết là nó ngon dở làm sao. Nhưng mà thấy cái màu nó là lạ đó, cho nên là mình mua về mình trồng. Bây giờ mình lấn sân qua tới cây bên đây. Cà trắng này hay trái, nó chịu có trái ghê nha. Đem vô nướng, làm mỡ hành, làm nước mắm. Nước mắm chua ngọt nữa là thôi, ăn nhức nhối luôn ạ. Nó có một cái trái rất là to, nó kẹt ở trong đây nè. Nãy giờ mình ngồi mình cắt mà mình không để ý. Đây, cái trái nè. Đó, để bẻ luôn được không ta? Đó, đây, cái trái của nó nè. Trái này to dữ sợ không? Bên đây còn hai ba trái nữa nè. Đó, nếu mà mình không có cắt cái thì mình phải bẻ đúng cái khớp của nó đó. Hồi nó làm gãy cái cây á, thì nó dai dữ rồi ta. Đó, đây nè. Bên đây là một cái giống cà tím khác nữa nè. Cái loại mà tròn, cái trái nó ngộ ngộ lắm. Mình thấy nó bán hạt giống ở trên mạng á, cho nên mua về mình trồng mà, hy vọng nó lớn ra để ăn thử coi nó sao. Cái trái nó bè bè ra, bẹt bẹt ra, mà cái mẫu dáng của nó ngộ lắm, cho nên là thấy là lạ mắt, mua về trồng. Rồi bây giờ để coi có cái gì nữa không, thu hoạch luôn nha. Qua bên đây khoe mấy trái dưa hấu cho cả nhà xem nè. Hôm nay là nó quá chừng luôn rồi, quá chừng trái, và trái nó u lên thấy cưng lắm. À, mấy trái đậu bắp nữa. Đây đây đây, nhà ơi, mấy trái đậu bắp nữa nè. Đó, thôi hái luôn đi, cỡ này chắc hái được rồi. Cái trái của nó thì nó cũng chưa có. Quần này mới kéo ra đây. Cái kéo để đằng cái rổ đằng kia làm biển là lấy quá. Bẻ nó đi. Cái này là đậu bắp loại màu tím, tím đỏ, đỏ tím chứ không phải màu xanh. Được có mấy trái à. Đó, mình trồng nguyên một hàng dọc luôn vậy nè. Đây, cái trái nữa nè cả nhà ơi. Cái trái này dáng em chuẩn luôn đó, dáng dài. Đó, còn đâu nữa không? Đây, hai trái nữa nè. Đây, đó, hai trái nữa nè. Cái cây nó lùm tè cả nhà, mà nó có trái rồi. Hồi lúc mà mình trồng nó xuống á, thấy nó, cái cây nó ốm yếu, nó vàng khè, tưởng xong rồi đó chứ. Gán chăm nó, nay nó quá chừng u nu luôn rồi đó. Cái cây nó u nu luôn rồi nè. Được mấy trái. Như bữa hổm mình có thu hoạch bạc hà đó, cắt bỏ tủ đá, nay đem nấu canh chua ăn được rồi. Cái bông của nó nè đó, mình lấy mấy cái cỏ đó, mà cắt cỏ đó mình đổ mình ủ ở dưới, chứ nếu không á nắng dữ lắm.
chịu không nổi. Ồ coi nè, cả nhà xem nè, cái táo mà anh Long anh tháp vô đó, ui ui, thấy cưng không? Cái này còn nguyên chùm của nó mà trái ra dài chắc đẹp lắm luôn á. Đừng rụng nha, đừng có rụng, đừng có rụng nha. Khi ra bông ra trái á, lần nào mình quay mình cũng nói cũng nhắc hết á, tại mình trồng mấy năm rồi, cho nên là mình biết khi mà nó ra bông ra trái á, là bắt buộc mỗi ngày mình phải ra mình xịt nước đó nha cả nhà. Em đổ là đằng kia luôn, mình phải xịt nước đó. Mình tưới mỗi ngày thì không cần phải tưới nhiều, nhưng mà mỗi ngày mình phải ra mình xịt cho nó mát cái cây á, có cái gốc của nó lúc nào cũng phải ẩm. Ở đây có mấy trái bí bí ngồi thu hoạch luôn. Đây trái đây nè. Ui da, đây một trái nữa đây, bí tròn đó. Cái này là mót nè. Để đây đi. Mấy cây này là bây giờ nó đang giữ sức nó lại đó. Tại vì mình trồng trong chậu mình đem ra bắt đầu là nó mới bén bén rễ xuống lại thôi. Nó đang giữ sức nó lại. Qua đây khoe mấy trái dưa hấu cho cả nhà xem nè. Hết hồn rồi nha, hết hồn rồi nha. Cái trái đó nè, cái nhiều ui ui. Đó, thấy cưng không? Dưa hấu này cũng vậy nè, khi nó đang ra trái á, tuổi lớn, tuổi ăn tuổi lớn của nó mà mình không có tưới nước đầy đủ á, là cái trái nó èo ọt, nó đẹp, nó đèo á, nó teo lại, nó không có phình ra được. Đây một giống khác nữa là cả nhà thấy không? Ôi ôi, ôi ôi, nó dễ thương quá chừng luôn, như con heo á. Đây nè, đây là giống khác nè, màu xanh đậm. Đây giống khác nè, màu xanh nhạt, đều có sọc ha. Đó, rồi trái nhỏ 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 đó, nhiều lắm nè. Đây đây, đây trái nhỏ nhỏ nè, đó, đây nữa, đây nữa, nó cái dưa hấu táo này trái nó ra cũng sai ghê luôn á cả nhà ơi, cái cưng không nè. Đó, cái trái thì nó không có phình ra nữa, giờ chờ nó chín thôi chứ trái của nó không có phình ra nữa. Đó, cái cưng không nè. Đó, dưa hấu táo nha cả nhà. Dưa hấu táo thì cái trái nó không có to, nó cỡ cái chén thôi, chén cơm thôi, hoặc là bự hơn chút thôi. Mình cũng chưa bao giờ trồng qua hoặc ăn qua, nhưng mình thấy trên hình đó. Ôi ôi, đây nè, trái nè. Cưng không? Cưng ơi là cưng. Đây nè, trái nè. Đó, trái đây nè cả nhà. Đó, thấy không nè. Đó, nghe ngón tay mình nè. Tại nó nhỏ quá, với màu xanh á, nó khó thấy lắm. Nó nguyên một cái đám trong đó, nhiều khi có trái nữa mình không hay á. Mấy người trong cái khu này á, mỗi lần mà đi nghe tập thể dục đi ngang nhà của mình á, là đều đứng lại để dòm vô, hỏi chị ơi chị có bán cây bán giống không. Nhìn thấy ham quá. Đây nè, bẻ luôn mấy cái rau cải keo đó, thanh toán nó luôn. Nay cái cây của nó là cao nhồng luôn rồi nè. Trồng từ cái lúc mà cây tí tẹo à, nay cái cây nó cao, cao như cây dừa, quá chừng cao rồi. Mà cái cải keo này để được lâu lắm. Mình có đi ngang cái, có cái đi ngang cái nhà đó, cái cây cải keo của nó mà nó cao hơn mình luôn cả nhà, dễ sợ luôn. Cái thân nó bự cờn luôn, cao nhông mà. Để được lâu quá chừng luôn á. Mình nghe nói là cái loại cải keo này mình trồng được tới mấy năm lận á, thấy không? Chừng hai cây thôi là mình có thể xào được một dĩa rồi, để một dĩa cho hai người ăn rồi đó. Nhưng mà hôm nay cái đám này chắc có thể là mình thu hoạch cho cái cô, cho một cô đó, cô say ra, cô lấy nước cô uống, hình như trị bệnh gì đó không biết nữa, cho nên là hôm nay đặc biệt là mình hái cho cô đó để cô để dành cô say uống. Mấy cái rau cải keo này ở ngoài chợ nó bán bó, mình lấy chừng 10 cọng thôi vậy thôi, chừng 10 cọng vậy thôi mà nó bán một đồng á cả nhà, có khi đồng mấy. Cho nên là sẵn trồng ở đây vậy nè, mình vừa ăn cái mình cho một số người họ cần á, nhiều khi cần đem về nấu hoặc là xay lấy nước để uống làm thuốc á cả nhà. Mấy cái rau này là mình mua cây giống người ta ươm sẵn ở chỗ cái vườn Evergreen Nursery á, mà vô mùa mình thấy Home Depot họ cũng có bán nữa.
có nhiều người hỏi mình mua hạt giống rau cải keo ở đâu, mình không có mua hạt giống cả nhà nha, mình mua cây người ta ươm sẵn. Mỗi một dĩ như vậy là tới 6-7 cây tùy theo cái dĩ mình mua, thì chỉ có 5 đồng thôi, họ ươm sẵn về mình trồng. 5-6 cây nè, như của mình trồng là 5-6 cây là ăn thấy mồ luôn á, nhiều lắm. Đấy, bây giờ không có nghĩ là thu hoạch cải keo đâu, cho nên là không có chuẩn bị rổ. Đây là quá chừng nhiều chưa. Ăn rau cải keo này nhớ cả nhà nha, khi mà rửa đó, mình rửa cho nó sạch xong đó, trước khi mình ăn á, mình chưa có sử dụng tới đó, mình rửa cho sạch xong mình bỏ vô thêm một cái thau hoặc là bự và đổ nước đi mình ngâm. Chủ yếu là để cho nó rớt mấy cái sâu với cái trứng á. Tại cái lá của nó, cả nhà xem nè, cái lá của nó lại nhúng, cho nên sâu với trứng nó nằm ở trong đó, mình rửa mình vũ vũ nó cũng không có rớt, không có sạch ra được đâu. Chứ lại sâu mà nó bám vô cái lá rồi đó, mình vũ nó không có rớt đâu, mình phải ngâm ở trong nước á. Thì trong nước á, tự động một hồi á, là mấy ảnh mấy chỉ tự buông ra tự buông ra, tự rớt ra, cái là mình vớt lên mình ăn thôi, vừa an toàn vừa sạch sẽ nữa. Rồi hôm nay đó, rau cải keo, cà, gì nữa, bí ngồi, đậu bắp đó, hôm nay là bội thu nha. Giờ đi xuống là sao thanh toán luôn mấy cái trái bầu rắn cả nhà ơi. Mấy cái đó sợ nó mau lớn quá, để chừng 1 ngày 2 ngày thôi, mình nương để chừng 1-2 ngày thôi là bắt đầu ảnh già, cho nên là mình sẽ thanh toán luôn. Hôm nay mình đi ra ngoài vườn là chưa có ánh nắng lên luôn, cho nên là đỡ, nó không có bị nóng, nó không có bị nắng táp vô mặt. Thanh toán luôn hai trái dưa leo này nè cả nhà. Đó, thanh toán luôn, đem cái rổ để ở đây đi, cái rổ cho nó để ở đây. Rớt không, rớt không? Không, không rớt đâu. Đây nè, mình thanh toán luôn mấy trái dưa leo. Đó, ham chưa? Giòn, giòn, giòn rụm luôn á. Quá chừng ngon chưa nè. Đó, này là dưa leo Hàn cả nhà nha. Cái giống của nó là như vậy nè. Cái hộp giống đó là mình mua ở trong chợ Đại Hàn luôn, ở chỗ mấy cái cashier tính tiền đó, là họ để mấy cái hộp giống nè. Ở đây trái nữa, trái này thì non rồi, nhưng mà thôi, cứ một tua đó là mình sẽ bẻ nó luôn. Ôi chà 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 chà, cái này phải để. Nó ở đây thì một cái giống này giống dưa gì đây, không biết phải nó luôn không. Đó, mình thấy dáng trái nó cũng dài nữa ha. Dưa Hàn thì cái trái nó cái màu á, nó vàng. Đây, bây giờ mình sẽ thanh toán hai cái trái bầu rắn này của mình nè. Đây, hai trái này là thu hoạch vô, bấm thử coi còn non, nhưng mà thôi cắt luôn, bữa nay rảnh là mình cắt luôn, chứ cứ để hồi để ngày mơi, cái ngày mơi hồi để ngày mốt cái là đi ra cái là nó già hết trơn, ăn không có được. Còn mấy cái trái này cả nhà thấy ha, hai ngày nữa thôi là ra nó bự cền giống như trái này luôn đó. Nó mau lắm, nó mau và nó nhanh lắm. Đây nè, đây nè, trái này nè không, nó mau dễ sợ chưa. Trước khi thu hoạch cái trái, mấy trái bầu rắn, khoe cả nhà xem. Cái lời sẵn hỏi cô chú anh chị các bạn, ai mà rành chuyên gia chuyên nghiệp để trồng mấy cái ổi này là ổi Thái, ruby Thái, bông rất là nhiều, trái rất rất là nhiều. Đây cả nhà xem nè, nó rụng nè, đó là biết cái bông và cái trái của nó là nó cỡ nào ha. Trái rất là nhiều cả nhà ơi. Mỗi một nhánh á, đây nè, cái cùi của nó còn lại nè, cứ nhánh nào cũng trái đầy vậy trơn á, mà không biết tại sao nó rụng hết trơn à cả nhà. Có ai có kinh nghiệm gì giúp cho hai chồng nha. Con này cũng không, giờ hy vọng nó đậu chừng 4-5 trái thôi để mình ăn thử. Cây này mình chưa ăn trái qua bao giờ, cho nên là không có biết. Nghe nói cái giống này nó rất là dễ đậu trái, trái rất sai và dễ đậu. Nhưng mà cây của mình á, không biết sao á, nó cũng giống được có một bước thôi, có nghĩa là trái rất là nhiều, bông rất là nhiều, nhưng mà đậu á thì nó không đậu. Năm rồi cũng vậy á, năm rồi thì ra bông ít hơn. Đây nè cả nhà coi nè, cái cuốn của nó nè, rớt nè, cái cuốn nó còn lại nè, nó rụng nát hết trơn luôn á, không còn gì trơn á hả. Hay là tại cây không đủ sức mà nó không biết.
mình thấy có nhiều anh chị cái cây nó còn nhỏ hơn cây của mình nữa, nhưng mà nó đã có trái rồi. Còn cây này của mình nè, nó bự như vậy rồi. Cái thân nó đẹp ha, nó có nhiều nhánh á. Kỳ vậy ta, không biết nó có thiếu cái gì hay là bị cái gì á. Cô chú anh chị và các bạn nào ai có kinh nghiệm nào á, ôi ôi mấy cái trái bầu này nó đụng, chỉ cho hai trời nha. Cái này nó rụng hết trơn, ổn á. Hy vọng là nó đậu chừng vài trái á, để mình ăn thử coi cái giống này làm sao. Giống này có một anh cho mình cái cây, lúc cho cái cây nó cũng nhỏ thôi chứ nó không lớn. Mình trồng mà nay nó sum ra vậy nè, cây rất là khỏe. Nhưng mà mỗi cái mùa mà nó ra bông ra trái là đều rụng hết trơn à, nó không có đậu. Rồi xử lý hai em bầu. Xử lý hai em bầu này. Đó, coi đem vô. Có ai đem cầu cứu nữa. Mấy cái này cầu cứu mau lắm, nhanh lắm, tại nhiều người chuộng nó lắm. Bầu mất bí này kia là thôi, ai cũng ăn được hết. Mà khi mà mấy cái này mình trồng nhà ăn nó ngọt, nó ngon hơn là mình mua ngoài chợ cả nhà ơi, cho nên là mọi người thích lắm. Trái này thì nó rất là ngon nha, tại nó còn non á, mình bấm nó còn lủng. Không, đợt trước mình thu hoạch với anh Long á, có một hai trái cái da của nó cứng rồi, mình bấm là mình cắt cái hộp, cắt ra thấy cái hộp nó cứng rồi, uổng quá trời uổng luôn. Cho nên giờ là rút kinh nghiệm, không có nương nương nó nữa. Hy vọng là mấy cái dây bầu mướp bí này của mình á, nó còn ra trái dài dài để cho mình thu hoạch nha. Coi cái trái của nó nè, đó. Nói tới mướp mới nhớ, mướp cũng còn trước nữa kìa. Mà bữa nay thôi mình thu hoạch bao nhiêu đây thôi. Ngày mai mình sẽ ra thu hoạch mướp cả nhà nha. Tranh thủ một buổi sáng mình ra vườn là mình thu hoạch được bao nhiêu đây nè. Đó, thấy ham không? Lại đây khoe cả nhà xem cái này nữa nè nha. Khoe cái này xong là mình đi vô trong nhà. Vô trong nhà được rồi. Đợt trước có khoe rồi, mấy trái su su. Đó, đợt trước khoe thì cái trái nó bằng ngón tay cái của mình thôi. Phải không? Nó nhỏ hơn nữa chứ. Mà nay cái trái nó bự gì nè, có mấy ngày thôi cả nhà, có mấy ngày thôi mà cái trái nó to như vậy rồi. Ở bên đây mình có một cái loại kêu là khổ qua tây. Ở cái trái nó cũng giống như trái bầu, trái mướp rắn gì đó đây nè. Đó. Mình cũng mua hạt giống một bịch gì khoảng 400 hạt á, ươm lên nó eo ọt lắm. Nguyên cái tua năm nay mình ươm hạt giống rất là eo ọt, nó đậu được chỉ có 1-2 giây thôi. Ô, chỉ có 1-2 giây là nó sống thôi. Đó, cái dây này nó có một trái nè. Mình để cái giống này lại, để cái trái đó đó, để mình làm giống không có ăn. Để năm sau mình sẽ ươm, mình dày nó lại nha. Không biết cái cây này là dây gì luôn á cả nhà, tự mọc nha. Coi cái trái của nó nè. Cả nhà ai biết nó là trái gì thì bình luận bên dưới cho mình biết chứ nha. Không trồng và mọc. Nó có thể là mình mua trái mình ăn á, rồi mình làm rớt hột của nó mọc lên, chứ mình không có trồng cái dây này. Còn cái dây của nó này khỏe lắm, không trồng thì nó mạnh vậy đó. Đó, nó mọc ở trong cái kẽ bên trong á cả nhà, nó nằm ở trong đây nè. Hả, cái này mình nghĩ chắc một loại bí rồi, mà không biết là cái gì để nó lớn trái lên để mình ăn thử coi sao. Nó ra trái rồi đây nè, trái ní nè. Nay trời ui ui không nắng. Đó. Ồ, mấy cái dây bầu của mình này lá nó vàng kìa. Thấy tội đúng không? Đi ra cắt tỉa chăm sóc phân bón lại cho nó. Đây nữa nè. Bên đây cũng vậy nữa nè. Mấy cái trái mướp nè. Thả cho nó xuống, cho nó lòng thòng xuống chứ. Quá chừng. Là một hồi chừng gãy cuốn cái mất công nữa đó nha. Thôi à. Một tay là một tay quay gãy cái cuốn người ta. Sao nguy hiểm vậy? Không được cả nhà ơi. Liều không được. Mấy trái nó nằm ở trên vàng này. Công nhận là nó mau lớn dễ sợ luôn á. 2-3 bữa nữa là mình ra mình thu hoạch nguyên cái đám đó. Mấy cái bầu mướp bí này á, nó mau lớn dữ lắm. Mỗi một ngày mình ra là nó phun trái ra, nhìn thấy ham luôn á. Wow. Cái cây quýt này năm nay của mình cũng trái nhiều lắm nha. Đây nè, xà xuống nè. Nay cái trái của nó là khoe thấy được rồi. Đó, trái ní rất là nhiều ha. Cây nào rất là sai. Năm rồi á, thì mình thất mùa, nhưng năm nay là mình trúng nha. Trúng mùa luôn, trúng thiệt luôn. Ở đây nè, trái quá chừng không. Đó, rồi bây giờ mình xin tạm ngưng cái video đây nha cả nhà ơi. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị các bạn nha.
xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa bấm nút đăng ký kênh á, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể theo dõi thêm những video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye. Đó, cái đám rau cải keo mình đem vô trước nằm ở đó rồi kìa. Đó, cái bông mướp.